chú đâu con? Chị chào chú. Chú là bạn của cô hả? Rồi, hôm bữa là chú đi đâu? Đi ghe. Đi ghe mới về hả? Về qua. Chị ơi, bộ làm lành hay gì rồi mà sao con thấy gì? Đi mà đi này nó xa mình xe đạp đi cũng nổi. Dạ, thôi bây giờ vô quán ngồi nói chuyện đi ha chú. Số 1 đẹp trai bộ. Trong ngồi đi. Vô quán trong ngồi dọc. Chú thì hôm bữa đầu tiên á con có quay một cái clip của cô Út nè. Cô Út là kêu cô Út 200 triệu đó. Thì cái sự việc mà nghe nói là tiền chồng mà để cha nợ. Thì theo dự cái chú cái chuyện đó chú biết không? Chú. Cái chuyện đó chú biết không? Cái đó thì kỳ rồi đã gia đình của nó thảo luận qua lại rồi. Đó. Bị gì cái nợ đó. Lúc trước á là tôi không bệnh cái mặt dư cả. Đại khái bây giờ cái mặt hết lên. Thằng cũng là nhà hết lên sao bị tôi đã bệnh trong mình. Mà không là người ta, số tiền không bằng ta. Vậy thôi. Ừ, trong khi mà cái nói giờ nói chung là cô đi như vậy đó, chú biết không? Biết chứ. Trời ơi, vậy là chú đã chấp nhận luôn. Đã nó trong nhà bàn là giờ số tiền này vậy, giờ tôi mà không có ra đủ mà trả cho anh ta. À, bây giờ lúc trước á là cái vừa năm vừa qua rồi á là tôi mặn 80-100 triệu một năm cũng có. Nha, à, bây giờ mà có mấy triệu, 1 triệu mấy gì 500-400 đâu làm ăn gì được đâu. Mà sao mà chú mà tại sao mà không hai vợ chồng mình ngồi lại mình bàn tính để trả một cái khoản nợ mà sao mà cô có suy nghĩ một cái rồi á thì không giống như người ta. Đây rồi tôi mới nói cái thằng thứ ba. Bây giờ mày đứng dân nhanh cái thằng ngân hàng. Còn nếu nãy giờ con vay không có được vì tiền của con chưa có rồi bây giờ nó không cho vay. Tiền đi mua chiếc xe nên là chưa có rồi nó không đứng dây cũng được. Hãy dây được thì mình ở đây lắp bên kia thì nó cũng nhẹ bên ngân hàng đó thì nó nhẹ ở ngoài. Cái gì đó. Nói đi chú. Rồi á. Không được tôi mất buộc mới bỏ trong cái màn xã hội đen. Bây giờ tới tháng là đóng lời là cho nó rồi số tiền đó là nó nói 6 tháng là phải hoàn tiền gốc lại. Bây giờ mình mà không được lấy là 16 tháng hoàn gốc nó lại. Cái gì đó. Buộc bây giờ tôi cũng nói với mấy nhỏ bây giờ mấy thì cho mẹ mày kiếm ai á để nó trước tiền về trả trong thằng này rồi cha con mình ở nhà nhỏ mà thật sự là cái số nợ đó là ai gây ra đầu tiên hết thì cũng mượn tiền ghe nó dần lên là cái thằng nhỏ là lúc nó ở bến Tre mà đầu nó mới chơi bời bạn bè nó thiếu nợ nó về bên nó kêu tôi đứng ra vô mỏ cho nó là 12 triệu ngạch cái đầu nó không có chạy người ta từ cái đầu nó gì bả nó ở đâu đâu 4-5 tháng chủ ghe mới kêu tôi điện nó về nó chạy điện nó cái đầu nó không về sao nó về chạy đăng chiến nó đi bả nó ở nữa rồi bắt đầu cái thì buộc cái mình đứng ra mình hỏi số tiền này mình phải chịu chứ đâu ai chịu cho mình là tôi mới bỏ vô lúc đó mà tôi còn nợ bên ngân hàng tôi vay nó không được nó tới 5 năm tôi mới vay được bây giờ mình chúng mới có 2 năm mấy rồi chưa tới 5 năm rồi đầu cái tôi mới nhờ người ta là cũng như cái thằng mà nó điền chỉ mà vô ngân hàng mình vay á nó ở ngoài có chỗ nào mà giải giùm tao rồi tiền huy hồng á thì cho nó là một đợt là 60 triệu tiền nước này nè 60 triệu nó mới làm cho mình chứ không nó có làm buộc tôi phải bớt bụng tôi phải chịu vậy à là cái số nợ đó sao mà cô sao lặng đầu sao cô nói là Dượng mượn bây giờ sao giờ Dượng nói cái câu chuyện ra nè tiền cái số nợ đó bước đầu tiên từ xuất phát là từ mượn tiền ghe rồi tôi là chung hay sao hay vợ chồng hay sao không có tôi với con tôi rồi mới kêu nó đi chạy ghe mà nó không về chạy đó rồi cái đầu của chủ ghe mới kêu tôi á là làm phải điện nó về nó chạy trả nợ từ tiền ghe biết không rồi cái điện đó nó điện hoài nó không về sao chạy nó kiếm mọc vậy nó ở bệnh bên Tre nó ở mệt luôn rồi tôi đợi nước mà nó ở bệnh một mình nó bè bạn mà tuổi người ta hăm mấy tuổi nó còn bồng bột quá chú rồi nó đi chơi mấy thằng hút chích rồi quýnh lộn tôi không chịu mà à, rồi như vậy nó ở với tôi
là cái số nợ mấy lâu nay 200 mấy chục triệu, cô Út Giang nói chú là cái người mượn, mà bữa nay là chú nói rõ là không phải chú, con chú thiếu nợ rồi chú đứng ra chú cũng như dây đúng không, cũng như mình thương con mình á, là nó xây 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 dần dần lên vậy đó, trả cho con nữa ha, nó xây dần dần lên, không phải là nói là kìa, cô nói với chú, nói với cô đi, tại vì cô nói là có 10 mấy triệu thôi, nói là cái thằng nhỏ thằng Út á là 12 triệu, còn chú là 17 triệu, là nhập vô á đầu của mình chạy cho nó không có tiền á, là từng tháng được tháng mà chạy dùm chiếm có mấy trăm về lúc gạo rồi nước mắm nước muối điện đài nữa, đâu cũng đủ đâu tân á, còn mình mới mượn tiền ra thêm, còn nó nhòi lên vậy cái đầu cái bây giờ mình trả không nổi rồi, là mình lấy cái giấy sổ chỗ đỏ á mới dài chạy nặng mà trả cho thằng ghe đó. Rồi trả thằng ghe rồi cao mới giờ thiếu cái thằng nào biết thằng này đầu tiên như chú nhiêu? Chú dài nhiêu đầu tiên là 50 50 triệu, rồi sao lên trăm thì nó lên hoài vậy, trong khi dây tiền đó rồi cô có thương lượng với cô không, có nói mức đầu tiên á 50% có nói có kêu con gì hết có nói, còn từ đó tới sao mà rồi là tôi với thằng thứ ba đi cô đi không có nói cô luôn. Bữa nay nè, hôm bữa cô á, cô Út á, ở đây là con không có bên ai, cô Út là con quay đầu tiên, thì có nói với chú á là chú dây tiền đó để cho bà này bà kia không có cái này khác theo, bữa nay chú đứng chính lại chú nói bị gì tiền á được mình đem đó cũng quay trong nhà mà bị gì tiền á, tiền mà mình vay ở ngoài chứ mấy chú biết mà, thằng ngân hàng nó tiền lãi nó nhẹ và tiền ngoài nó nặng, nói hai đó tiền nước người ta đi tới luôn, người ta nói tiền nước là nó đó tiền đi tới nuôi của người ta đó, dưới yeah. Lại là xây ra sẽ quay về cái câu chuyện đó, thành ra cũng không có hỏi thằng rồi, tới coi cái chuyện nó như thế nào, số nợ quá rồi cho nên là chú bàn với cô là cô đi tiễn chồng để trả nợ hay sao, có thông qua với chú hả, có chú biết là cái những cái điều đó đó mình có nói ở đây, con nói con xin lỗi cô chú nha, tại vì khả năng á nó khả quan lắm, ví dụ mà cô đi làm công ty á hay là làm tập vụ á thì ok, còn mà tiễn mà để trả nợ đó nói chung á là nói chung mình làm cái đó số tiền nó không đủ đóng lời, nói đại khái nó vậy thôi, thấy không, bữa nay là biết sự gõ sự thật vì gì á, là nó như đại khái một tháng mình cho nhiêu có 20 triệu bạc à, thì cái tiền lời nó tới 50 triệu, cả 10 triệu sao đủ, không đủ đóng lời, mà tại sao chú là một cái người chồng chú không thương cô sao mà bây giờ buộc rồi, bây giờ mình phải không tiền hôm kia mà không đóng lời nó thì bắt buộc nó ra nó phá nhà phá mình phải thương lượng hai chồng, chứ thí dụ mà vợ chồng mình mà chú mà đỡ đành nào mà cho cô đi tiễn mà để trả nợ, cái điều đó là con thấy không có được rồi nhá. Nói chung là nó sai hết trơn á, còn mà cái kỳ đó tôi cũng nói đó, bây giờ đi ghe thì nằm ở đảo ngoài á là nó cũng ghi 2 tháng rồi tôi mới ghe mới về bờ. Rồi cái đầu chồng là lãi chồng lên cũng không đóng một lần tới 10 mấy 20 triệu, rồi mình không có đường nào mình đừng thì cô Út nè với chú nè, thì bữa nay nói rõ cho cô chú khán giả mà xem clip đầu tiên con quay của Út luôn, để nói rõ lên tại sao đi tiễn chồng mà để 200 triệu như vậy, để cho người ta nói rõ lên, để thôi người ta cứ nói là cô Út còn chồng và mà sao đi tiễn chồng để làm cái gì thì sẵn ở đây chú với Dượng trình bày cho khán giả được biết, hay là người chủ động kêu tới trả cái phần 200 triệu đó con có chú không, cũng như á để nói hai chú nghe là cũng như vợ tôi á nó hay nói tính trước á, nó nói bây giờ số tiền mình lo không hết chảy rồi quay hết nổi rồi, con hỏi ai bàn tính mà vợ tôi nói là cái giờ tính nói chung là thì rồi nó tính đi cảnh á không có tiền thấy không, còn cái tôi mới bắt con gà trống của con tôi bán cho thằng cháu ở sớm lấy 500 ngàn đi đó, rồi về phải trả tiền cho tôi nặng cái bắt con gà về, vì con gà này nó đưa 500 ngàn mình chưa đưa con gà nữa, rồi thằng con tôi nó Bến Tre nó về hỏi con gà đâu tôi đưa nó đó, cũng như bắt con gà thế chân lấy 500 ngàn cho đi ơi, lời trong khi đó là cho con hỏi thêm như gì, người ta ở sớm á người ta nói cô Út á là cờ bạc quánh bạc nhiều lắm, thì bữa nay chú là chồng của cô Út Giang thì chú trả lời thật lòng không bao giờ giấu cái điều gì, nếu mà cô Út sai cô Út sẽ chịu, ở đây mấy anh em con bữa nay là nói rõ chứ không có che giấu vụ đó, nói chung á quánh bài á thì để quánh bài á thì để nó nghe,
cũng gì nữa, xuống dưới Hòa Lợi á, mấy cây dù lớn mấy không, cũng gì quýnh cắt tê mà có 5.000, 10.000 bàn á, đâu có gì đâu. Thì cũng gì nó đi bán cái số rồi thì nó hết cái số rồi nó bán, chờ giờ nó lấy vé chú. Đó, thì tới giờ nó lấy vé nó bán. Chứ không phải mà chơi gì mà quýnh cờ bạc mà làm giàu thì cái đó không có. À, là chú nói mua ở đây có chú ánh nhưng mà cái kiểu như mà vui thôi ha. À, cũng gì mình cái giờ mình nghỉ á. Cái điều đó người ta nói, nghe nói nè, có người lên tiếng là bà con bên chú nữa đó. Nói như vậy theo chú suy nghĩ làm sao? Tôi cũng có nghe, tôi đi ra giờ cũng nghe nói vợ tôi gì bắn cu ly chơi tài xỉu, cái cả điện thoại nó nằm chưa xong nữa. Chú ở đây là mình lớn rồi, mình nói cho cô chú người ta biết, tại vì không có nói che giấu của Út và chú cũng đừng có che giấu nữa, tại vì tôi thiệt với thiệt bữa nay mình làm cái clip là nó rõ sự thật. Nghe cô chú thì người ta nói là bắn chú đề cái sự việc nó như thế nào chú? Chú đề thì có khi tôi ở ngoài ghe á, tôi nằm tôi ngủ thấy gì tôi điện về kêu quýnh cho tôi. Trời ơi, ông vậy là ông chồng ông tiếp tay cho bả luôn. Không, cái tôi quýnh một lần ngăn thôi à, còn số còn chứng thiết thì tôi nói chung là tôi mua nhiều nha. Con nói cô nè, người ta nói cô á, chú trả lời cô. Cũng như cứ chung chú mà, là cũng như tôi luôn mãi tôi điện về. Vậy là do một phần là do ông không mà phải không? À, tôi ông điện về kêu mua giùm tôi. Hả mà túng thì ở nhà số tiền nó xài, còn ông không túng thôi. Chú biết sau cái cuộc trò chuyện này là chú sẽ biết cái chuyện gì xảy ra không? Người ta sẽ bình luận chú nhiều đó. Con nói thẳng cho chú vậy luôn đó. Bây giờ nói chung á là chồm chóm lên mặt xã hội á, nó muốn bình bình nó mới tôi trong lòng tôi sao nó nói vậy. Có rồi, có rồi, nó có ha. Chú không phải mà như người ta mà thấy mình này nói mình kia, cái lòng tôi cũng có vậy. Nha, như vậy. Tôi làm gì tôi chịu. Thì anh em con bữa nay nè, quay một cái clip này, anh Túc á quay một cái clip này sẽ ngừng, thì anh em nào quay thì cô Út cứ cho ha. Không mà chú em quay đâu, quay cho nhà tôi cũng cho quay à. Dạ thì cái vậy nó nói hiểu nhà tôi cho quay. Anh Túc thì không có liên quan gì nữa nha, mà có cho ai quay thì thoải mái hay cô Út, tại vì nói tội nghiệp con nói vậy. Con quay về cái câu chuyện nè, quay lần nào bà tiếu thêm cô thấy. Cô Út quay về cái câu chuyện mà tại sao mà chú mà kêu cô mà đi tiễn chồng mà trả nợ, cái điều đó sao cô không suy nghĩ lại, sao hai vợ chồng không ngồi thỏa thẻ với nhau mà mình bàn tính cái phương án rồi để trả nợ coi. Nói chung á thì bây giờ cô nói cho nghe nè. Dạ. Nói chung á cô sống với vợ hôm nay cũng ba mấy năm rồi nhưng mà thấy không có hạnh phúc. Cái thứ nhất đó là cũng như là mỗi khi á ổng đi làm về á có tiền thì ổng vui vẻ, còn nếu mà không tiền là ổng quạo gõ, rồi cái ổng đi nhậu về cái ổng chửi. Mà hả, ổng đi vô nhà của Tư Thịnh nó, tôi cũng không có lái nha, nhậu ở đâu tôi nói đó, là về bắt cái thùng lên hát chứ tôi chịu không nổi, cái giảm ga lên á thì cũng bị chửi, rồi bắt đầu chửi dần dần bị chửi hoài. Cái mà hả, nhậu nhà ông Sáu Tồi á thì về bắt nạt lên rồi ngủ không có, tôi cũng không biết lý do nào mà ổng làm như vậy. Dần dần á hả, từ hồi ngày mà tôi về gặp ổng, con tôi năm nay 36 năm rồi, tôi chịu đựng rất nhiều về cái cảnh mà chồng mà đi ăn nhậu về chửi vợ chửi con hô lỗ, nhưng tôi dằn tôi không nói. Đến cái ngày mà ly thân á thì vẫn còn chửi còn hơn là cái ngày mà chưa ly thân đó. Cho nên cái cảm xúc của cô á là nói á, nếu mà Dượng mà cho cô bước lên đây á thì cô sẵn sàng là cô không từ chối cái gì hết, đừng cho cô thoát được cái cảnh mà sống với chồng mà rượu chè về chửi vợ thô lỗ như vậy á. Nhưng mà cô không bao giờ nói, cô nói thiệt, cô để trong tâm đó, bao nhiêu nợ nần cô sẽ gánh hết tất cả, hả, miễn sao á mà cô sống được an nhàn là cái đó là đủ với cái đời cô rồi. Yeah. Đó. Cô con hỏi cô với chú là sống bao lâu rồi? Cô với hai chú sống là năm nay đó là năm 87 tới giờ đó. Cũng lâu ha. Rồi không lẽ không có tình cảm sao mà nở lần nào mà thí dụ mà ly thân với nhau với lại chú mà kêu cô đi tiễn chồng. Nói chung á là cô cũng nói cho con nghe nè. Không có tình cảm. Chồng là mình đặt thì chồng nó nghĩ, nhưng mà sống hôm nay là
là ba mươi mấy năm rồi không có một tiếng năn nỉ, không có một tiếng ngọt ngào. Nay cô nói bằng sự thật, có dượng đây cô cũng vẫn nói hỏi thử dượng coi có vậy không, không bao giờ có làm trật cái gì đó, không bao giờ năn nỉ. Ví dụ như bây giờ cô nói cái đại khái như vậy, ví dụ cô đi đâu mà về, ví dụ như trễ giờ cô nói chết mẹ rồi nó về chắc bị chửi, mà rốt cuộc về không bị chửi. Mà những cái ngày mà cô á, cô gấp rút cũng như là cô nói thôi mấy nay mình đi về sớm sớm đi, mà ngày đó về bị chửi, cô cũng không biết là như thế nào. Con thấy là chắc có lẽ là chú ở đây nè, chắc một ngày càng ngày lớn tuổi nó hơi khó. À, người nào mà cũng vậy mà, lớn tuổi thì nói chung là đổi tánh hết trơn, thì nói chung là không phải do chú mà không phải do cô, mỗi một người nhịn một câu đi, còn thiếu nợ đó là hai người cô với chú nè ngồi thảo luận để kiếm cái phương án trả, chứ không bao giờ mà mình lên đây mà tiễn chồng mà trả nợ. Rồi hồi sớm bây giờ cô nói gì đó chú, nói chú là ăn nhậu chữ cô gì đó, rồi chú có thì chú nói, còn không có thì chú im nha. Cũng như nói chung ngày thái vậy nè. Dạ. Khi kia về á, cũng như mình mặn ngoại, mệt mỏi, mình ăn chơi mấy ngày chút nữa, ăn chưa đứng tầng nữa, mình đi nữa rồi. Về nhà, nhà cũng hơn cứ xin lỗi mà nói á, hôm nay cũng có bà con khóc luôn gì. Là cái nhà hơn cũng ghét. Bây giờ cứ ăn nhậu chứ tôi chửi bài bố trận. Cái nhà mình phải dọn dẹp sạch sẽ, có ai lợi người ta cũng thấy gọn ghẻ này u sủi tôi thì bắt buộc tôi phải chửi giống như vậy thôi. Nhưng mà tôi nói nè, tôi xin nói nè, ví dụ như dọn cái gì của tôi, tại vì tôi đã ly thân rồi, cái gì của ổng thì ổng làm không làm, mà cái gì của tôi thì tôi dọn đó. Cái đó tôi ly thân nhất, nó là con trai riêng chưa, bị gì ra riêng người còn nó ở đâu cũng muốn nhà trọ ở tiền đâu, bây giờ là ly thân ở chung nhà, cần dương nhiên cả nhà tôi là bốn cái phòng, thấy không? Thì tôi về tôi ngủ thằng có khi mà tôi ngủ ở phòng cao, thấy không? Con tôi về thì tôi giao mấy phòng cao tôi ngủ, tôi ngủ một tớp. Cái này theo con được suy nghĩ không phải ly thân đâu, mà không nói chuyện với nhau, chứ ở chung nhà đi ra ăn cơm nước phải đụng mặt rồi. Cơm thì ai dọn cái thằng không có dọn nhà, không không có khi nào cũng lại không nói chuyện sao? Trời ơi năm nhạc. Ủa là chú xác định tôi đi đâu tôi đi cũng về như vậy, như vậy. Tại vì có người nói cô Út á là còn ông chồng hiền khô à. Thì tôi á, người ta nói chú gì nè là không có gây nợ, toàn bộ cô Út văn thì ở đây á chú đứng chính lên giùm cho cô là cái nợ đó là phải chú gây ra không? Đã cho nó từ hồi sớm giờ đó. Không bây giờ chốt lại nè, không chốt lại là cái mức đầu tiên là số nợ này phát sinh ra từ số tiền mượn tiền ghe. Là chú là cái người mượn ha, nó tóm gọn là vậy chứ không phải là cô. Nè tôi nói là thấy này lúc trước mùa dịch á, thấy không? Mỗi lần ghe cũng đồng thời hai chồng đi mượn. Ăn cho con cùng cho tôi. Yeah. Rồi sao mình ăn không không được. Để cái nợ đó dần dần nó lại lên hoài vậy đó. Không gì hết. Là thì nói tóm lại là chú là cái người mượn đi. À. Mượn nợ chứ không phải là cô Út cờ bạc đúng không? À mượn mình nợ cũng gì. Mình chạy cái này không có ăn, mình mượn cái này trả cái kia nó chằng chằng. Cũng gì chứ giờ mượn chú á 10 triệu. Là con nói chung là chú là cái người mượn nợ mà để ăn uống thôi, rồi cô nói chú á là cho bà này bà nhỏ có không? Cái đại khái cái đó không có cũng gì. Chú đứng chính lại đi. Tôi nói vậy nè, cũng gì tôi mượn chú 10 triệu phải không? Rồi đầu cái tôi mới trả ông này 10 triệu trả đâu đủ đâu, rồi mượn 10 triệu rồi đâu có làm gì trong nhà được đâu. Còn phải mượn thêm 12 triệu mới đầu cái bỏ nhà 2 triệu mình đi cho ông này, thấy không? Về không đủ 2 triệu này trả cái tiền 2 triệu lẻ nữa, 10 triệu đi vô sổ năm đó rồi mình đâu có không là chú chỉ là mượn về để lo thôi. À. Cô Út Văn ơi, chú nói như vậy đó, tại sao cô nói chú đi quen bà này quen bà kia? Có, cô nói lại giờ nếu không có thì giờ nè. Nhưng mà quen á thì mình ở đảo mình quen cũng như mình lên quán vậy nè, chọc chơi với âm không ghen. Ghi âm thì đâu có ghi âm, nhưng mà tôi không có ghen, nhưng mà điều ổng đừng có thấy người ta như vậy mà ổng chửi tôi cũng như quen biết uống nước vậy. Không có mạng thành ra không bắt được cái bên Zalo được rồi không cô đó, có mình... một hình người con gái là cô Trang là cháu dâu của cái tôi. Cái đó cô đó. Tôi xin lỗi cô ha, chứ là... mà nói ổng không có gái cứu thì cái đó tôi thứ nhất đó là chú á có quen á thì cô phải bắt được tại chặn, còn mà chú ở đây là mình lên
cộng đồng mạng đó chú, tại vì có thì chú nói có ha, không thì chú nói không, để thôi hai người là chịu ảnh hưởng bị người ta nói. Vậy chị cứ nói là cũng như là mình lên quán rồi mình trốn nước rồi mình chọc qua chục loại chơi chứ không có gì đâu, không có mà mình về nhà người ta mở đâu. Cái đó là tôi không biết, phải không, là tôi không có nói rồi á. Cái người cô Trang này á, là bữa đó là điện mấy đứa cháu trên vòng xuống nhậu, ông đi làm về nha, đâu hết thì coi từ hồi xưa tới giờ nhậu thì cũng bình thường, giờ dưỡng con. Nhưng mà tại sao cái ngày hôm nay mà mời xuống nhậu á là lỗi bằng trọng không được đó, thì Dượng mới gấp mồi cho cô này ăn. Thấy rồi hai người có vẻ thân mật lắm. Nhưng mà lúc sau á thì có Zalo là cái cô đó Zalo qua hỏi mượn á, là đầu tiên là mượn 500. Cô đứng ở đằng sau cô nghe, cô không có cho thấy mặt cô. Hỏi mượn 500. Nhưng mà trong cái thời buổi là Dượng nãy giờ kể á, là Dượng đi mà vậy đó, không có tiền dư. Cho nên Dượng nói là không có hứa, chừng nào mà có thì hay. Rồi sau thêm một lần nữa điện hỏi chú 3 triệu, chú cũng nói y như vậy, không có nói gì khác nữa. Cái sau đó cái cổ nói giờ xuống nhậu, Dượng nói nhậu không rài mệt quá à, không có nhậu nữa. Cái nói vòng vòng do hồi cô hỏi vậy chứ có bả nhà không, thì Dượng nói có. Cái nói thôi vậy có bả khỏi đi, bữa nào cũng có bả thì mình nhậu là nói với cái con nhỏ cháu dâu thì... Trời có không sao cô Út, có nói về chú trả lời đi. Thì nó chung là con cháu trong nhà nó nhậu chung luôn bàn tròn này nè, rồi đồ ăn đồ uống mà mình nó thấy nó gấp mình gấp cho nó ăn, đâu có gì con cháu mình đâu có nghĩ ngợi tôi ăn đó, thấy không? Còn như mà tiền bạc thì nó mượn thì mình có mình cho, không có thì mình đâu có cho đâu, lấy gì cho mình nghe. Mình già rồi mình kiếm người già cho nó đứng. Tại vì nói chung á, cô không bao giờ nói. Đã nghĩ ra nghĩ vậy cái chuyện đó cô không có màng hết. Nhưng mà ở đây á, là cũng như là chỉ nói cho nghe thôi, để em chồng tôi nói á, là nợ này tôi gây ra. À, tôi cờ bạc đủ thứ đó, bữa nay có ổng thấy đó, ổng nói thôi là có ai làm không chính lên. Chú nói là cô là không có cờ bạc hồi nãy bây giờ là đúng cái sự thật chú nói ha. Thì đó thì dạ. Đã lúc trước là còn thượng não, còn chở tôi đi với tôi ngồi đi nhậu thì nó cũng bà cắt tê có 50.000 đó. Để nhậu đã ngồi tôi về nhưng mà tôi chơi cũng dài bàn, tôi đâu chơi đâu có bằng người ta, tôi chơi đâu có cứng đâu. Mà chú không có năn nỉ cô đi mà để mà hai người mà ly thân không buồn sao, vợ chồng nhà sống với nhau cũng lâu rồi. Thầy ơi, nói chung với chú là từ mùa dịch giờ thì tôi đâu có ngủ trong luôn. Không, chú năn nỉ cô coi. Nó tới luôn hồi cái đầu của tôi chửi nó không. Chú chửi hả? Nói hồi nó trái nó hồi tôi chửi. Chửi hồi bỏ nhà. Chú chửi hả? À, bỏ gì phải rồi, bà sợ chú rồi. Mà cô Út ở đây á là cô Út muốn vậy chú là... phải nói ngọt. Tôi hồi ngày cưới giờ tôi không giờ nói ngọt. Với bây giờ là tôi nói với mấy chú nghe ăn đâu vậy, là mỗi khi mà ổng tỉnh mà ổng có trai nó tôi rất là sợ, không có dám ngủ luôn. Bữa nay nói vậy thật luôn á chứ, là mỗi khi nhà là không nói giờ có cái cọng dây xích cái già vậy nào, cũng như loại cối á mà cái mắt còn tròn vậy nào, rồi ở ngoài này ổng còn nhưng mà cọng gì cũng bự lắm nha. Mỗi lần mà ổng về ổng hành hung cô á, cô ổng hầm của cô á, ổng hành hung.